tránh được. Đám cưới của Chiêu công tử và Hồ tiểu thơ sắp đi ngang đây, hãy dẹp đưa. Trời, hôm nay là ngày rước dâu, hôm nay Hồ Dữ Thủy sẽ thất bước theo chồng. Tên kia, hãy tránh đường cho công tử và tiểu thơ vào lễ thất. Dạ, xin các ông làm ơn cho tôi nhìn đám cưới, rồi tôi sẽ đi ngay. Không được, đi ngay, đi chưa thẳng mày, hay là đi đó. Thôi, đừng đánh người ta nữa. Ông cần tiền phải không? Đây, ông hãy cơ cơ dừa. Trời ơi đau đớn cho ta, nàng đã xem ta như một kẻ ăn mày, cầm nén bạc trong tay mà dòng lệ tuôn rơi. Còn buồn nào hơn, tha đừng gấp gỡ mà chia lìa đôi ngả trong thương nhớ nghẹn ngào. Này ông kia, người khách an sinh, ông còn bà ơi, tôi đứng đây để làm một kẻ bàng quan, tiện đưa cô dâu theo chồng về xứ lạ. Suốt đời tôi chưa một lần hạnh phúc na nao ước được nhìn xem một đám cưới qua đường. Rồi kêu cưới đi qua, tôi cúi mặt ngẩn ngơ buồn. Tôi thầm đắp cho đời mình sao khốn khổ, cho đến giờ này mà vẫn mãi chịu cô đơn. Ngày lấy ngày tôi sống kiếp lang thang, như chờ đợi ở tương lai một cái gì dấu vọng. Chờ đợi xuân mà xuân không bao giờ đến, thế nên trời mãi rét đông cho sầu chất nặng sầu. Lời ông nói thật là tôi khó hiểu, tôi muốn biết ông là ai. Dạ thưa bà, tôi chỉ là kẻ ăn mày khốn khổ, đang cần bạc vàng con máu để đổi sống như người ta. Nàng yêu tôi nhiều, nhiều lắm.
những định mệnh trái ngang cho đời dấu bề đã làm cho tôi và nàng mãi mãi xa nhau. Đóng vai trò một người yêu nói lên những lời nói sao cũng để tống biệt người yêu. Tiểu thơ hãy nói đi như lời nói của lòng mình đang nức nở ngậm. Giá biệt cổ nhân cũng quá đủ cho một người bạc phước. Nếu mãi đây xác thân tôi có vùi sâu với ba tầng đất, xin được mang theo lời nói yêu thương vào thế giới muôn đời. Ôi lời nói như ru như rót mặn vào lòng, ôi lời nói ngọt ngào thân ai mà suốt một đời tôi ao ước được nghe. Giọng nói im điềm thân thiết biết bao nhiêu, trời đất còn xót thương người bạc thành. Nành giây phút này còn cho thương ngồi, cho tôi được nghe lời tống biệt sao cùng. Phục rạc rào xúc cảm, tôi cứ ngỡ tiểu thơ là người bạn tình thân ai ngày xưa. Tôi cảm thấy như chìm đắm giữa giấc mơ, giấc mơ đẹp nhất của một đời bạn phước. Nỗi mừng vui làm cho tôi rơi nước mắt, trong phút chốc chợt quên đi một thực tại đau buồn. Trong giây phút bỗng thấy mình đầy diễm phúc, gặp lại người mình tưởng nhớ từ lâu. Niềm vui pha lắng nỗi sầu, trời mưa hay giọt lễ nào mà vừa rơi. Xin tiểu thơ hãy gọi tên tôi lần cuối, rồi lên kiểu cưới ra đi. Nhưng tôi chưa biết tên ông. Tiểu thơ hãy gọi tên nào tiểu thơ yêu mến nhất, để tôi được nghe những âm thanh xuất phát từ đáy lòng. Âu Thiên Dụ, Âu Thiên Dụ, ông cũng biết tên Âu Thiên Dụ.
trong những ngày hành khất mọi nơi, tôi có gặp một kẻ ăn mày mang tên Âu Thiên Dụ. Hắn có dạy cho tôi bài ca tống biệt để tiện đưa một người yêu. Bài ca tống biệt: xin tiểu thơ hãy nán lại phút giây để đóng trọn vai trò, để nghe tôi hát trọn bài ca tống biệt. Ta đưa tiếng ai bước lên xe hoa về đâu, tình ta giờ đôi nơi, tiếng đưa người nghe sầu dâng mây. Còn sống sót sao những ngày dài đau còn, nhưng nếu hắn chết đi rồi có nghe được những lời này, chắc cũng ngậm cười nơi chính suy. Giúp cho tôi tròn ước nguyện, giờ chính đưa tiễn nàng vui bước vô quy. Tôi giúp ông đông giai trò ông mơ, ông đã giúp tôi trốn trong tràn lòng mình. Hầu như thủy nàng đã đi rồi,